Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mặc rét buốt, người dân Nghĩa Thuận ở Hà Giang vẫn đội mưa đi chợ phiên họp mỗi tuần một lần, chợ lùi. Tuần này chợ họp thứ 7 thì tuần sau sẽ vào thứ 6, tuần kế tiếp nữa vào thứ 5. Bà con mang nông sản, vật nuôi đi bán, sắm quần áo, đồ dùng ngày Tết hoặc mua thêm chăn, quần áo ấm chống rét. Nhiệt độ xuống đến 4 đến 5 độ C, trời sương mù dày đặc khiến người dân huyện biên giới Quản Bạ ra đường phải quấn chăn, mua thêm đồ chống rét. Đây là ngày thứ 6 của đợt rét đậm rét hại kéo dài từ ngày 21 tháng 1, nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C. Lúc 10 giờ sáng ngày 27 tháng 1, tại trung tâm xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, nơi cao 1.080m so với mức nước biển, nhiệt độ khoảng 9 độ C. 3 tiếng trước đó, nhiệt độ chỉ 5 độ C, độ ẩm 90%. Mưa nặng hạt, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế, cách nhau khoảng 2m không nhìn rõ mặt người. Quản Bạ có độ cao trung bình 1.000 đến 1.600m, nhiều khu vực sương mù dày đặc khó khăn đi lại, ảnh hưởng sinh hoạt. Người dân cho biết năm nay rét muộn, tháng 12 mới có sương mù dày đặc trong khi nhiều năm trước sớm hơn. Trời mù kéo dài liên tục 3 đến 4 tháng, hiếm hoi có ngày nắng trong mùa đông. Những đồng tiền tiết kiệm được bà con vùng cao lấy ra tiêu dùng lúc này để mua quần áo. Con gà, cây rau ở vườn cũng trở thành thứ hàng hóa trao đổi lấy đồ ăn thức uống qua ngày đông giá rét. Anh Vũ Cù Lành, chú thôn mới, kiểm tra lại chuồng trại nuôi bò trước một đợt rét tăng cường dự kiến từ ngày 29 tháng 1. Một tuần nay, anh không đi nương vì rét buốt, mưa dầm dề khiến đường dốc trơn trượt. Vợ chồng chỉ ra khỏi nhà khi cắt cỏ bò, hái rau lợn là những việc không thể không làm. 4-3 năm lớn lên ở Quản Bạ, anh Lành thấy thời tiết ngày càng khó hiểu. Giáp Tết có năm mưa đá, năm băng tuyết, năm lại lạnh quá sâu và dài. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận hiện còn 11 trên 25 tỉnh thành rét dưới 10 độ C, tập trung ở vùng núi phía Bắc. Trong hôm nay và ngày mai, toàn miền Bắc vẫn rét hại, đến 29 tháng 1 chuyển rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 trở xuống đến 13 độ C. Còn ở Mẫu Sơn, nơi băng giá mà cả 10.000 người lên ngắm cảnh mấy ngày qua cũng có nét riêng của mình. Từ ngày 22 tháng 1 đến 25 tháng 1, nhiệt độ tại vùng núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn luôn dao động từ 4 đến 6 độ C, cái lạnh như cắt da cắt thịt. Do nhiệt độ giảm sâu, thời tiết lạnh buốt đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân. Tại nhiều xã như Công Sơn, huyện Cao Lộc và xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, thời tiết buốt giá nên người dân đã hạn chế việc ra đồng, lên nương rẫy, nhiều gia đình phải đốt lửa sưởi ấm. Công tác phòng chống rét cho gia súc, vật nuôi và cây trồng được người dân tích cực thực hiện. 17 giờ ngày 24 tháng 1, bà Hoàng Thị Phan, 73 tuổi, dân tộc Sao, sống tại thôn Lục Bó, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, khẩn trương lùa đàn trâu vào chuồng để tránh rét. Bà cho biết 4 ngày qua không dám đi thả trâu vì thời tiết quá lạnh. Mẫu Sơn là vùng núi cao nhất của tỉnh Lạng Sơn và ở khu vực đông bắc nước ta. Độ cao trung bình từ 800 đến 1.000m so với mực nước biển, bao gồm một quần thể khoảng 80 ngọn núi lớn nhỏ. Các đỉnh núi cao nhất là Phia Pò, núi Cha, cao 1.541m. Đỉnh Phia Mè, núi Mẹ cao 1.520m. Để đảm bảo sức khỏe cho đàn trâu 5 con vào mùa đông, gia đình bà Phan đã chuẩn bị một đống rơm lớn làm thức ăn cho trâu. Theo bà Phan, vào mùa đông, những ngày nhiệt độ giảm sâu, sức khỏe của trâu suy giảm nhanh chóng, chúng lười ăn và dễ mắc bệnh. Sau khi lùa đàn trâu vào chuồng, bà Phan mau chóng xuống bếp lửa sưởi ấm. Đối với người đồng bào dân tộc Dao sinh sống ở vùng núi Mẫu Sơn, những ngày lạnh buốt, nhiệt độ giảm sâu, căn bếp sẽ luôn đỏ lửa. Lạnh lắm không dám đi lên dãy, thỉnh thoảng ra chuồng cho trâu ăn rồi về thôi, bà Phan nói. Theo dự báo, từ ngày 25 đến 28 tháng 1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm rét hại. Phải sau ngày 28 tháng 1, tình trạng rét đậm rét hại mới được cải thiện, nền nhiệt tăng. Đối với mỗi gia đình tại vùng núi Mẫu Sơn, vào mùa đông củi là thứ không thể thiếu. Nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn củi cách đây 2 đến 3 tháng để đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Nhà nào có đông người sẽ lên rừng lấy củi mang về, cắt khúc dựa vào hông nhà, góc vườn. Nhà nào ít người không có thời gian đi lấy thì mua rồi có người trở về tận nhà. Anh Dương Trần Đang, 38 tuổi, người đồng bào dân tộc Dao, sống tại thôn Khuổi Tao, xã Công Sơn chia sẻ. Gia đình anh Dương Quốc Tiến, 31 tuổi, dân tộc Dao, sống tại thôn Lục Bó, xã Công Sơn, chuẩn bị bữa tối. Mấy hôm nay lạnh quá, không dám đi ra chợ mua con cá, ít thịt, chỉ có đậu phụ nhà tự làm thôi. Anh Tiến cười xòe xòa. Anh cho biết do thời tiết lạnh buốt nên không thể lên dãy hay làm việc ngoài trời. Gia đình cả ngày chỉ quanh quẩn bên bếp lửa sưởi ấm.
liên hệ với chị Hồng Ánh, 25 tuổi, Hà Nội, phụ huynh của em bé trong bức ảnh và cũng là chủ nhân bài viết chia sẻ trên mạng xã hội. Chị cho biết, tôi đã đọc được các bình luận trái chiều, nhưng mọi người chỉ xem ảnh thì sẽ không biết hết thực tế chuyến đi của gia đình chúng tôi như thế nào. Theo chị Hồng Ánh, trước chuyến đi, chị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ quần áo đến đồ ăn uống cho con, đảm bảo con đủ sức khỏe để thích nghi với thời tiết lạnh. Bé mặc đến 5-7 lớp áo mỏng để giữ nhiệt, đeo 3 đôi tất, đội mũ len và bịt bạt gần như kín người. Trên đường đi, bé ăn hết một bát phở vịt. Đến nơi thì ăn 2 quả trứng nướng, thịt xiên nướng và đồ ăn vặt dọc đường. Chị Anh nói, bên cạnh đó gia đình di chuyển bằng ô tô lên tận đỉnh Mẫu Sơn. Dọc đường thấy chỗ nào đẹp chỉ dừng lại một lúc chụp ảnh rồi lên ô tô ngay. Chị Anh cho biết, bé Sóc tên gọi ở nhà, chỉ mới 5 tuổi nhưng đã cùng bố mẹ chinh chiến nhiều cung đường. 2 tuổi, bé đã được bố mẹ cho đi cắm trại ở Mộc Châu, đi du lịch nhiều nơi trên cả nước nên quen với việc di chuyển. Bé cũng rất thích được gần gũi, khám phá thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên Sóc tận mắt nhìn thấy băng tuyết, giống như trong các bộ phim hoạt hình hay xem nên dù lạnh, cô bé vẫn tỏ ra rất thích thú. Cả gia đình trầm trồ về không gian phủ băng tuyết trắng tinh. Trên đỉnh Mẫu Sơn cũng có rất nhiều em bé ở độ tuổi như Sóc được bố mẹ dẫn đi săn tuyết. Chị Ánh chia sẻ, theo chị Ánh, đây là chuyến đi ngẫu nhiên của cả gia đình. Khi nghe tin băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn, sáng 23 tháng 1, gia đình chị lập tức lên kế hoạch cho hành trình. Xuất phát từ Hà Nội lúc 17 giờ ngày 23 tháng 1, gia đình chị Ánh nghỉ qua đêm ở thành phố Lạng Sơn. Sáng 24 tháng 1, ba thành viên đến Mẫu Sơn khoảng 9 giờ và chiêm ngưỡng toàn cảnh băng giá phủ dày trên đỉnh Mẫu Sơn. Nhiệt độ thời điểm đó, theo ghi nhận từ ô tô của gia đình chị Ánh là khoảng 14 độ. Chị Anh cho biết nhiệt độ trên Mẫu Sơn lạnh hơn Hà Nội khá nhiều nhưng mặc đồ dày, ấm vẫn có thể đi được. Nếu chọn đi săn băng tuyết, mọi người nên đi bằng ô tô vì đường rất trơn. Hầu hết xe máy đi đều bị trượt bánh, thêm nữa nên đi sớm để tránh tắc đường. Con cái tôi sau chuyến đi sức khỏe ổn định, tuy nhiên tôi không khuyến khích các gia đình cho con nhỏ đi săn tuyết. Tuy sức đề kháng của con gia đình nên có quyết định phù hợp, chị Anh nói thêm. Sự xuất hiện của băng giá kích thích sự tò mò của nhiều du khách. Tuy nhiên, khi quyết định săn băng trong thời tiết giá rét, du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến hành trình của mình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.